棒。Hi, bye. Hi, bye. Surprise, yeah.có trộm. Cảnh sát Ping Pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây. Tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi. Đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý, màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy, và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Pong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cắp mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha.
sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. Ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ông đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có gì, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau. Thank you.
cá mập con Hả? Cái gì đây? Bánh cupcake sao? Trông ngon quá đi. Ồ, có tờ ghi chú nữa nè. Gia đình cá mập thân mến, chúng tôi xin lỗi vì lần ăn trộm trước đây. Xin nhận những chiếc bánh cupcake xin lỗi này. Mong các bạn sẽ thích chúng. Chúc một ngày tốt lành. Cá mập con, hả? Con đang làm gì đó? Mẹ ơi, nhìn nè. Gia đình cá mập trộm cắp gửi bánh cho chúng ta nè. Ồ? Và họ gửi lời xin lỗi vì đã ăn trộm lần trước. Thật vậy sao? Wow, mùi thơm quá đi. Hãy mang vào nhà và chia sẻ với cá mập ba, cá mập bà và cá mập ông nào. Dạ. Cảm ơn vì những chiếc bánh. Ôi, tụi thấy lạ quá. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con đừng ăn cái bánh đó nha. Ôi không, cả gia đình mình đã bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh này. Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình cá mập trộm cắp đã làm những chiếc bánh này bằng thuốc thu nhỏ và đưa chúng cho gia đình mình. Mình nên làm gì đây? Sao? Gia đình cá mập trộm cắp đang ở phía sau mình hả? Gia đình cá mập trộm cắp, trả gia đình lại cho ta mau. Đáng ra ngươi phải biết chứ, tội nghiệp chứ kìa. Dừng lại. Đi mà tìm gia đình của ngươi đi. Các bạn ơi, mình nên làm gì đây? Mình biết họ ở đâu đó trong nhà, nhưng mình không chắc có thể tìm thấy vì họ siêu nhỏ. À, Binh Phong sẽ có cách giúp mình thôi. Gọi hỏi bạn ấy nào. Binh Phong ơi, giúp mình với. Cá mập con, có chuyện gì vậy? Có rắc rối to rồi. Ba, mẹ, ông, bà của mình, mọi người đều bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh của gia đình cá mập trộm cắp. Sao? Họ ổn chứ? Gia đình cá mập trộm cắp hỏi họ bay mất rồi. Giờ mình không biết tìm ở đâu hết. Đừng lo nè, cá mập con. Mình biết cách làm những chiếc bánh có thể mang họ quay trở lại. Nhưng trước tiên, mình sẽ phải lấy cho bạn một chiếc kính lúp. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy gia đình nhỏ của bạn. Tuyệt lắm, cảm ơn Bình Phong. Cá mập con, đây là kính lúp của bạn nè. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm gia đình của bạn đi. Chắc họ đang sợ hãi lắm. Cảm ơn Binh Phong. Các bạn cùng đi tìm lại gia đình với mình nha. Mọi người ở đâu nhỉ? Ở đây thì sao ta? Có rất nhiều màu xanh kìa. Cá mập bà chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, một cái đuôi màu xanh. Ba ơi. Là một cái nẻ. Hãy cẩn thận đừng để bị đâm nhé. Phải cái đuôi này là của cá mập ba không ta? Con tìm thấy ba rồi nè. Ba ơi, ba có sao không? Có bị đau không? Ba ổn, cảm ơn con đã tìm thấy ba nha. May quá đi, hãy cùng mình đi tìm những thành viên còn lại nào. Mẹ ơi, bà ơi, ông ơi. Không có ai ở đây sao? Ba ơi, hãy đi tìm chỗ khác nào. Được thôi. Ồ, các bạn, có phải ngôi nhà búp bê vừa chuyển động không? Nhìn thử xem nào. Wow, màu hồng ở khắp mọi nơi. Mình khá chắc sẽ có thể tìm thấy cá mập mẹ ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy
nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ồ, đây rồi, cá mập mẹ. Ồ, chỉ là một cái gương cho búp bê thôi, để lại chỗ cũ nào. Cá mập mẹ ở đâu rồi ta? Phải cái đuôi màu hồng ở sau tấm rèm không? Tìm thấy cá mập mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao, cảm ơn con đã tìm thấy mẹ nhé. Mừng quá, mẹ không sao cả. Mẹ ơi, ba ơi, chúng ta cần tìm cá mập ong và cá mập bà nữa. Hãy đi kiểm tra các phòng khác nào. Cá mập ong và cá mập bà ở đâu rồi ta? Ở đây hay ở kia? Bồn tắm toàn là bong bóng kìa. Thử tìm ở đây xem nào. Wow, có nhiều thứ màu cam ở đây quá. Chắc cá mập bà đang ở quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Đuôi màu cam kìa, chắc đây là cá mập bà rồi. Ủa? Là William? Bạn đang làm gì ở đây? Mình hả? Mình đang đi tắm mà. Ồ, mình thấy rồi. Vậy thì... trong hai cái đuôi này, cái nào là của cá mập bà nhỉ? Đuôi màu cam kìa. Mình chắc chắn đây là đuôi của cá mập bà. Tìm thấy rồi, cá mập bà ơi. Cảm ơn đã tìm thấy bà, cá mập con à. Vui quá, cá mập bà cũng không bị sao cả. Giờ thì ta chỉ cần tìm cá mập ong nữa thôi. Đi nào. Cuối cùng, cá mập ong đang ở đâu nhỉ? Thật khó để tìm thấy cá mập ong trong phòng khách rộng lớn này. Ồ, có lẽ ở gần ngăn kéo đó. Nó toàn những thứ màu xanh lá cây. Cá mập ong có thể ở đó. Đi nào các bạn. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nhé. Đuôi xanh lá. Mới tìm đã thấy ông rồi. Cá mập ong. À, cá mập ong, nguy hiểm quá. Ông ơi, ông có sao không? Có bị đau không? Ồ, ông không sao. Đã lâu rồi ông chưa vận động gì hết. Chỉ là hơi đau lưng một chút thôi. Con lo lắng lắm đó. Bà ơi. Ủa? Mẹ ơi. Ủa? Bà ơi. Oh. Ông ơi. Mừng quá, tìm được mọi người rồi. Cá mập con. Ủa? Mình tới rồi. Là Ping Pong. Lại đây, nhanh nào. Đây, mình đã làm những chiếc bánh thần kỳ. Sau khi ăn xong, cả nhà sẽ trở lại kích thước bình thường. Cảm ơn Ping Pong. Cùng ăn bánh thôi nào. Trở lại kích thước bình thường rồi. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Ồ, cá mập con, ổn cả rồi. Vui quá, cả nhà trở lại bình thường rồi. Thật may quá, không ai bị thương hết. Đúng vậy, nhờ cá mập con và Ping Pong, cả nhà đã trở lại bình thường mà không bị thương gì cả. Cảm ơn Ping Pong. Cảm ơn cá mập con. Con đã không làm được nếu không có bạn bè giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ồ, vì Ping Pong và cá mập con đã giúp ta, bà sẽ nấu một vài món ăn thật ngon cho cả nhà. Hãy cùng thưởng thức nha. Wow, ba ơi, ba là nhất luôn. Đi nào, các bạn.
Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!